Nội dung xin chào khán giả người VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Cô gái quyệt 35 đô tiền neo rồi cán chết chủ tiệm gốc Việt ở Las Vegas bị kết án Tài liệu thống kê dân số sẽ không có câu hỏi liên quan đến công dân Mỹ Và không tập ở Libya làm 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương Thưa quý vị, hôm thứ Sáu, 28 tháng 6 vừa rồi, cô Crystal Whipple, 21 tuổi, người bị tố cáo là cán chết chủ tiệm neo gốc Việt sau khi quyệt 35 đô la tiền neo, vừa bị tòa án Clark County, Las Vegas kết tội. À. Theo Nhật báo The Las Vegas Review Journal, cô này bị ngoài tội giết người với vũ khí chết người. Cô Whipper còn bị truy tố tội trộm cướp bằng vũ khí và sở hữu xe ăn cắp. À, cô bị giam không được tại ngoại từ hôm 11 tháng Giêng sau khi bị bắt ở thành phố Glendale, tiểu bang Arizona. Cô Whipple bị truy nã từ hôm 29 tháng 12 năm 2018 sau khi bị tố cáo là cán chết bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, 51 tuổi, chủ tiệm Crystal Nails and Spa ở thành phố Las Vegas trên đường gọi là West Spring Mountain, xin lỗi chị West Flamingo. Uh, hôm 3 tháng Giêng, thì cảnh sát Las Vegas đưa ra băng video quay được cho thấy là bà Như làm cư dân uh, Ganro qua bên ở uh, California, qua bên Las Vegas mở tiệm nail thì thấy bà này chạy trước chiếc uh, xe màu đen của cô web lái trước khi bà bị cán và lôi đi 40 mét. Cảnh sát cho biết là cô này vào làm neo hết 35 đồng dùng cái thẻ tín dụng để trả thì cái thẻ đó thẻ 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 dòm hay sao đó à, không không tính không tính tiền được chắc là thẻ nó cắt gì không biết thì cô mới nói đợi cho ra xe tôi lấy tiền tôi trả thì khi cô ra thì bà như với lại người bạn trai là một số đi chung thấy cô lái luôn thế là bà chạy ra đằng trước đầu xe và chặn còn ông này chạy sau lưng kéo thì cô quyết cán luôn kéo 40 mét và sau đó bà này đưa nhà thương và bị chết thì cô này sau đó bỏ chạy và người ta phát hiện được cái xe của cô để ở một khu nhà ở Las Vegas, người ta mới biết xe xe ăn cắp luôn thì cô trốn của bên Glendale ở bên uh, uh, Arizona và sau đó sẽ bắt được. Thì uh, thưa quý vị, cô uh, sẽ bị ra tòa một lần nữa vào ngày 2, 16 tháng 7 tới đây để chính thức bị tuyên án. Thì cái tiệm mà Crystal Nail Spa ở trên đường West Flamingo đó là <laughs> cũng gần cái đường Spring Mountain là cái nơi mà có nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở đó. Liên quan đến cái chuyện mà thống kê dân số vào năm 2020 Thì hôm trước chúng tôi có đưa tin quý vị là tối cao pháp viện Hôm tuần trước có ra cái phán quyết là không đụng vô cái này Mà bắt bộ thương mại phải giải trình tiếp theo à, Rồi sau đó mà đưa tòa kháng án lại rồi Mà đưa đến tối cao pháp viện để giải quyết Thì như vậy là không kịp để mà in cái câu Mà IU ở US dân trong cái hồ sơ thống kê vào năm 2020 Thì ngày hôm qua bộ thương mại cho biết là họ đã chính thức cho in cái này cho kịp thời mà không có câu uh, ở US citizen trong đó nữa. đây là vấn đề là gây tranh cãi rất nhiều. Bên phía Cộng Hòa đứng đầu Tổng thống Donald Trump thì bảo là phải có cái này. Phải có câu hỏi này để biết như bao nhiêu người đi bầu và thực hiện đúng cái luật là vote in right à. Bên phía Dân Chủ thì nói là cái câu này bỏ vô để mà làm cho những cái người không phải công dân hoặc là diễn bất pháp lo sợ họ không dám điền vô. À. Và như vậy chúng tôi sẽ không được đếm đầy đủ và chúng tôi không có lợi. Đó là tranh cãi hai bên thì sau khi tòa tối cao pháp viện ra phán quyết như thế thì tổng thống donald trump có ra lệnh cho bộ thương mại làm sao tìm cách trì hoãn được không trì hoãn cái in này đừng có in nữa đừng có in liền in, in chậm lại để chúng ta đợi cho phán quyết mới của tối cao pháp viện xem như thế nào nhưng mà bộ thương mại bảo thương hại chúng tôi chúng ta không thể hóa lại được là bởi vì nếu không in kịp thì tháng 3 năm tới người ta sẽ không có những mẫu đơn để mà người ta ở thống kê tuy nhiên bộ thương mại cũng đã cho biết rằng là, là mục tiêu của họ cũng sẽ tìm cách một ngày nào đó sẽ đưa cái cầu này vô trong cái uh, gọi là thống kê có lẽ là tới năm 2030 thôi chứ còn bây giờ là không kịp rồi. Thì đó là cái tin liên quan đến cái vụ mà thống kê. Sáng ngày hôm nay bên Libya một đất nước chiến tranh từ lâu tưởng đâu ra hết rồi đã có một vụ không tập vào một cái trung tâm định cư của người tị nạn làm 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là cái báo cáo và cái ủy cái cái người đứng đầu mà Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc đã gọi đây là một hành động là tội ác chiến tranh. Thì cái nơi bị phục kích này đã là nằm ở bên ngoài thủ đô Tripoli của Libya thì người ta đang nghi ngờ cái nơi mà tấn công người ta cho rằng là của ông tướng Khalifa Hifter ông này đứng đầu cái lực lượng gọi là Libyan National Army ông này đang có một cuộc chiến chống lại các thành phần du kích đối thủ ở cái đất nước Libya này từ tháng 4 thì Người ta nói rằng là bây giờ phải coi lại cái chính sách của Liên Âu xem bởi vì Liên Âu đó trong thời gian qua có nhiều người Bắc Phi chạy qua bên Liên Âu để tị nạn hoặc là xin di dân và họ nói là bây giờ đừng có cho những người này qua nó đông quá thì họ mới đưa tiền cho Libya để mà giữ những người này lại ở tại cái đất nước Libya tức là họ nhiều nước ở châu Phi họ đi và đến Libya từ Libya họ vượt qua địa trung hải không? Libya thì giữ lại bây giờ lại bị tấn công như thế thì phía bên ông Hitler ông nói là chúng tôi không có ý định tấn công vào cái chỗ mà, mà mà mà, người tị nạn mà chúng tôi tấn công vào cái phê, những cái tòa nhà của phe đối thủ những biết sao hỏa tiễn rơi vào đó thì bây giờ sáng ngày hôm nay là tổng thư ký liên hợp quốc là ông Antonio Guterres đã kêu gọi mở cuộc điều tra cũng như mở một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc để giải quyết cái chuyện này và người ta nghĩ rằng cái ông Hitler này không phải chỉ lực lượng của ông bắn vào đây mà có thể có những cái nước khác hỗ trợ chẳng hạn như Ai Cập các tiểu vương quốc Ả Rập và ngay cả người Nga luôn người ta đang nghi chuyện đó chuyện không biết đúng sai như thế nào nhưng mà rõ ràng là một 44 người bị thương 100 à, 44 người chết 130 người bị thương trong một cái, 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 cái trại tị nạn của những người Bắc Phi như thế này đều ở Libya rõ ràng làm cho Liên Hợp Quốc khó chịu nhưng mà chắc tình hình thì cũng chẳng đi về đâu cả <laughs> bởi vì có họp có này kia xong thì cũng thôi thôi bởi vì có ai bênh mấy ngày đâu và chiến tranh mà thì đó là những gì mà xảy ra đó riêng cái tổ chức mà uh, biết bác sĩ không biên giới đó gọi là Doctor Without Borders đó, thì họ thăm cái khu này uh, vài giờ trước khi cái chuyện không tập xảy ra thì họ nói ở đây có 126 gì dân ở đây và bây giờ những cái người mà sống sót họ đang lo sợ cho cái số mạng của họ và bây giờ tổ chức Doctor Without Borders đang yêu cầu nhà cầm quyền Libya phải di tản những cái này ra khỏi vùng bởi vì đây là vùng chiến sự. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.